Xin chào tất cả các bạn. Và đây là chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn. Rất vui ngày hôm nay chị được gặp lại các bạn trong một video thuộc chuyên mục này. Đến với số đầu tiên của chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn, chị xin phép được giải đáp cho các bạn một số những câu hỏi mà các em hay nhắn tin về cho fanpage về bài Phong cách Hồ Chí Minh các em nhé. À, câu hỏi đó cụ thể như sau. Suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Phong cách Hồ Chí Minh đối với thanh niên hiện nay và trình bày bằng đoạn văn khoảng 15 câu. À, chúng mình đã được học về văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà ở trên lớp rồi. Chúng ta được biết rằng đây là một văn bản đã trình bày về các khía cạnh trong Phong cách Hồ Chí Minh, làm nên Phong cách Hồ Chí Minh, và đó chính là một tấm gương sáng để chúng ta có thể học tập và noi theo. Vậy thì chúng ta sẽ đưa những cái bài học mà chúng ta học tập được, đặc biệt là đối với thanh niên hiện nay, vào trong bài này như thế nào nhỉ? Hãy cùng với chị khám phá cách làm, và các em cũng hãy thử áp dụng cái cách làm này vào bài viết của mình, xem đạt hiệu quả như thế nào, và cũng có thể chụp ảnh lại, nhắn tin về cho fanpage để chị có thể góp ý và có thêm những cái lời khuyên cho bài viết của mình nhé. Đến với bài này và đối với bất cứ một câu hỏi nào cũng vậy, chúng ta cần có phần phân tích đề. Thì trong phần phân tích đề này, chị sẽ cùng với các bạn chúng ta lượt qua về vấn đề cùng cần nghị luận nhé. Vấn đề nghị luận ở đây đó chính là bài học từ Phong cách Hồ Chí Minh, có nghĩa là bài học mà chúng ta rút ra được từ văn bản Phong cách Hồ Chí Minh, chứ không phải là chúng ta nêu lại về Phong cách Hồ Chí Minh như thế nào, được không? Các em phải chú ý đến cái yếu tố là bài học nhé. Bài học, được chưa nào? Đó, cái thứ hai là chúng ta có một cái đối tượng hướng đến ở đây chính là thanh niên hiện nay, chứ chúng ta không phải rút ra những bài học cho các bạn thiếu nhi, cũng không phải là rút ra những bài học cho những người lớn tuổi hơn, mà ở đây là đặc biệt là thanh niên hiện nay, hay cũng chính là chúng ta đấy. Có nghĩa là viết về những điều mà gần gũi với mình, thì chị tin là các em sẽ viết được, sẽ rất là hay và thiết thực đấy. Về hình thức, chúng mình phải chú ý là đoạn văn nhá. Đây này, trên đề bài đã nêu rõ là trình bày bằng đoạn văn. Đó, cho nên là chúng ta không được xuống dòng trong quá trình viết. Cái thứ hai nữa là cái dung lượng của chúng mình là khoảng 15 câu. Chúng ta cũng không nên viết quá nhiều, đến tận khoảng độ 25-30 câu. Như vậy là gấp đôi cái dung lượng chúng ta được cho phép rồi, được không? Chúng ta cũng không nên viết quá ngắn. Vậy thì cụ thể chúng ta sẽ triển khai những cái ý này như thế nào? Chúng ta có dàn ý như sau. Và khi mà triển khai dàn ý này, chị cũng sẽ nêu mẫu một số những cái cách diễn đạt, các em hãy thử áp dụng xem sao nhé. Tất nhiên là chúng ta phải có mở đoạn rồi. Thì trong phần mở đoạn này, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2 câu để mở đoạn. Các em có thể đi từ chính những câu từ mà tác giả Lê Anh Trà đã sử dụng để phân tích về Phong cách Hồ Chí Minh. Ví dụ các em có thể viết đó là về phong cách của Hồ Chí Minh, hay là về phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Lê Anh Trà đã từng viết: "Tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy." Quả thật, thông qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh cũng của tác giả này, chúng ta hay là những người trẻ có thêm được những bài học thiết thực cả về nhận thức và hành động. Đó, đó là khi chúng ta đã nêu được vấn đề còn nghị luận rồi đấy. Các em bắt buộc phải nêu được cái vấn đề này nhé. Ở trong cái bước xác định vấn đề, chúng ta đã xác định được cái gì chúng ta cần phải nêu trong mở đoạn rồi đấy. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta mở đoạn thì dù các em viết dài hay viết ngắn, các em dẫn dắt từ yếu tố nào thì cũng cần phải nêu được vấn đề cần nghị luận này nhá, được không? Ok chưa? Sau đó sang phần thân đoạn này, thì chị cũng có ước lượng riêng về từng phần để cho chúng mình làm sao có một đoạn văn khoảng 15 câu một cách hợp lý. Thì trước khi mà nêu về bài học chúng ta học được, thì chúng ta cũng phải biết được vậy chúng ta học cái gì, đúng không? Đó, cho nên chúng ta cũng cần phải khái quát được về Phong cách Hồ Chí Minh. Thì học về văn bản này rồi, chúng ta biết được rằng Phong cách Hồ Chí Minh được làm nên từ gì nhỉ? Là lối sống giản dị nhưng mà cũng rất thanh cao, là truyền thống nhưng cũng rất hiện đại, luôn tiếp thu cái mới. Đó là cách sống di dưỡng về tinh thần, là quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp, được không nào? Đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể rút ra được khi mà học về văn bản Hồ Chí Minh, rằng Bác có lối sống rất giản dị nhưng vô cùng thanh cao, một lối sống mà hội tụ đầy đủ những nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam nhưng cũng rất mực hiện đại và luôn luôn tiếp thu cái mới. Đó không phải là một cách sống khắc khổ, mà đó được coi như là một cách di dưỡng về tinh thần, một quan niệm thẩm mỹ về cái đẹp, đúng không? Thì trước khi bàn về bài học rút ra được từ văn bản này, thì chúng ta cần phải khẳng định được lối sống giản dị của Hồ Chí Minh là gì, hay phong cách Hồ Chí Minh là gì, được chưa? Đó, thì chúng ta chỉ cần nêu trong vòng một câu là ok rồi. Sau đó các em sẽ nêu về bài học. Thì có nhiều bạn hỏi chị là sao lại không nêu về biểu hiện, sao lại không nêu về ý nghĩa vân vân. Thì các em nhớ nhá, vấn đề nghị luận của chúng ta là bài học,
được chưa? Và với dung lượng một đoạn văn 15 câu thì chúng ta không thể đi đề cập hết tất cả các khía cạnh của một đoạn văn nghị luận được, à của một vấn đề nghị luận được. Một vấn đề nghị luận thì nó bao gồm rất nhiều khía cạnh như là biểu hiện, ý nghĩa, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần tập trung nêu về bài học thôi nhá. Vậy thì bài học bao giờ cũng vậy, có hai khía cạnh, đó là bài học nhận thức và bài học hành động. Thì ở đây chị cũng triển khai theo cái cấu trúc như vậy, đó là sau khi nêu được về phong cách Hồ Chí Minh rồi thì chúng ta khẳng định đây là một phong cách sống rất đáng để học tập, và đặc biệt là đối với thanh niên hiện nay thì nó vẫn luôn có giá trị. Và nếu mà học tập được và áp dụng được vào trong đời sống thì mỗi người trẻ là sẽ trở thành một người thành công trong cuộc sống và có thể đóng góp tốt cho sự phát triển của cộng đồng, cho sự phát triển của đất nước, đúng không? Vậy thì bài học nhận thức là gì? Đó là việc mà chúng ta hiểu biết như thế nào, chúng ta cảm thấy nó cần thiết như thế nào, đúng không? Cho nên trong phần bài học nhận thức này, trong vòng khoảng 3 câu thì các em triển khai xem là trước tiên từ văn bản Phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Ê Anh Trà thì mỗi người hiểu được về phong cách Hồ Chí Minh và biết được đây là một lối sống tốt, tích cực, giản dị nhưng cũng vẫn rất là thanh cao. Và cái thứ hai nữa là từ cái việc mà biết được đấy là một lối sống tốt thì tất nhiên rồi chúng ta cần phải học hỏi từ phong cách của người và áp dụng được nó vào trong đời sống của mình, được không? Và sau bên cạnh bài học nhận thức thì chúng ta cũng cần có bài học về hành động. Và chị chọn đây sẽ là điểm nhấn cho bài viết của mình, cho nên chị sẽ dành một dung lượng nhiều nhất là 5 câu, được không? Nếu như mà bạn nào muốn dành nhiều dung lượng nhất cho phần bài học nhận thức để tạo nên đấy là một cái điểm nhấn cho bài viết của mình thì cũng được nhá, không sao cả. Đây chỉ là một cái gợi ý nho nhỏ để các em có thể xem đây như là một phần tham khảo trong bài viết của mình thôi, được không nào? Và trong phần bài học hành động này thì trước tiên chị sẽ triển khai, đó là khi bài học hành động là khi chúng ta phải có những cái hành động thiết thực, thay vì việc là chỉ hiểu và chỉ biết thôi thì chúng ta phải áp dụng nó vào đời sống. Thì đầu tiên hành động của chúng ta là gì? Là mỗi người trẻ cần phải áp dụng vào đời sống hàng ngày cái lối sống giản dị nhưng rất thanh cao của Bác, đó chính là lối sống tiết kiệm, được không? Lối sống tiết kiệm, không có đòi hỏi những thứ xa xỉ xa hoa, không có phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố vật chất. Chúng ta vẫn còn trẻ hay là chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì điều chúng ta cần đó là tập trung vào việc tu dưỡng đạo đức và kiến thức, chứ không phải là đòi hỏi về những cái thứ xa hoa bên ngoài. Và đấy cũng là một trong những điều mà chúng ta có được, là một bài học hành động thiết thực từ văn bản Hồ Chí Minh, học tập từ phong cách sống của người, đúng không nào? Đó, thì về cái lối sống tiết kiệm này chúng ta có thể lấy dẫn chứng, đúng không? Chúng ta cũng có thể lấy dẫn chứng thiết thực. Các em có thể triển khai dẫn chứng bằng cách là sau khi nêu một ý về lý lẽ thì các em nêu luôn dẫn chứng về lý lẽ đó, hoặc là các em nêu hết về lý lẽ rồi các em triển khai dẫn chứng cũng được, được không nào? Đó, và có bài học hành động thứ hai, đó chính là chúng ta cần phải học tập chăm chỉ, tích cực, tự giác. Và bên cạnh học từ sách vở thì chúng ta cũng cần học từ thực tiễn nữa. Bởi vì sao? Đây cũng là một điều mà chúng ta học hỏi được từ việc mà chúng ta đọc văn bản Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là gì nhỉ? Là để làm nên phong cách của người thì Bác cũng là một tấm gương lớn, một tấm gương sáng để chúng ta học hỏi về cái quá trình tự học của Bác. Bác không chỉ, Bác biết rất nhiều thứ tiếng, và cái điều đó đến không chỉ là Bác học từ trong sách vở mà từ cái thực tế Bác bươn trải trong cuộc sống ở rất nhiều những cái quốc gia như vậy. Vậy thì chúng ta học được cái cách đó là không chỉ học từ sách vở cũng rất là quan trọng, đó là những cái lý thuyết, là tinh hoa văn hóa, là tinh hoa kiến thức của nhân loại rồi, đúng không? Nhưng mà thực tiễn cũng là một bài học lớn, cũng là những trang sách rất là lớn và tiềm năng rất nhiều những cái nội dung hay mà chúng ta có thể học hỏi được. Vậy thì lấy dẫn chứng cho phần này thì các em có thể nêu những dẫn chứng, ví dụ như là chị có nghĩ đến đó là một cái hoạt động rất là thiết thực hiện nay được rất nhiều những bạn trẻ triển khai và học hỏi, đó chính là gì nhỉ? Là hoạt động đổi giấy lấy cây. Tại sao chị lại lấy hoạt động này làm dẫn chứng? Thì tất nhiên rồi, hoạt động đổi giấy lấy cây này thì sẽ thường chúng ta lấy dẫn chứng cho những việc là bảo vệ môi trường, đúng không? Nhưng ở đây chị sẽ dựa vào cái khía cạnh đó là những người trẻ đã nhận thức được việc là cần phải sống tiết kiệm. Hoạt động đổi giấy lấy cây không phải chúng ta là đổi từ những cái tờ giấy trắng có giá trị sử dụng, mà chúng ta đổi từ những cái tờ giấy mà chúng ta đã sử dụng rồi, từ những cái quyển vở chúng ta đã viết hết rồi, gom góp lại, tiết kiệm nó bằng cách là đổi nó để lấy những cây nhỏ, những cây xương rồng nhỏ nhắn xinh xắn để có thể nuôi dưỡng chúng, có thể trang trí chúng trong góc học tập, đúng không? Và những người tổ chức ra hoạt động này là những bạn trẻ
và cụ thể là những bạn trẻ ở Hà Nội, nhưng mà hiện nay thì phong trào này cũng đang lan rộng ra rất nhiều những tỉnh thành khác và là một phong trào thiết thực. Đó, thì những bạn trẻ đó, các bạn ấy cũng nhận thức được việc là phải sống tiết kiệm và phải hòa hợp với môi trường, phải bảo vệ môi trường nữa, đúng không? Đó là một trong những cái dẫn chứng mà chị nghĩ là các em cũng có thể áp dụng vào trong bài viết của mình. Bên cạnh đó nhá, bởi vì chị chọn bài học hành động là điểm nhấn cho bài viết của mình, cho nên chị sẽ triển khai rất nhiều những cái hành động mà người trẻ, những bạn thanh niên hiện nay có thể áp dụng được từ phong cách Hồ Chí Minh để vào trong cuộc sống của mình. Đó, một trong số đó là bài học về hành động về việc là phát huy bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa trên thế giới và của nhân loại. Bởi vì sao phải như vậy? Bởi vì là từ phong cách sống của người, từ phong cách giản dị nhưng rất thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì trong văn bản đó tác giả Lê Anh Trà còn đem đến cho chúng ta một tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cái lối sống của người không chỉ đậm đà bản sắc dân tộc mà còn tiếp thu và còn tiếp nhận rất nhiều những cái tinh hoa văn hóa nhân loại nữa. Vậy thì trong bài viết này, tại sao chúng ta lại không đưa đó trở thành một bài học hành động rất thiết thực đối với người trẻ hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh hòa nhập nữa, đúng không? Trong bối cảnh hội nhập, nhưng chúng ta hội nhập chứ chúng ta hòa nhập chứ chúng ta không hòa tan. Vậy thì trong phần này chỉ có một dẫn chứng như sau, đó chính là gần đây ở bộ Emoji rất là nổi tiếng của tác giả Nguyễn Minh Ngọc. Đây là một chàng trai mới 27 tuổi thôi, rất là trẻ và hiện nay đang sinh sống ở Singapore. Thì anh ấy đã sáng tác ra một bộ emoji, là một bộ những cái hình vẽ mà trở thành biểu tượng cảm xúc ấy, kiểu như biểu tượng cảm xúc mà chúng ta sử dụng ở trong các cái ứng dụng mạng xã hội vân vân, trong tin nhắn đó. Đó, thì bộ emoji này đặc biệt ở chỗ nào? Đó chính là nó đã khắc họa lại trang phục truyền thống của 54 dân tộc Việt Nam. Đó, thì khi mà phân tích dẫn chứng này, chúng ta thứ nhất là chúng ta chỉ ra tác giả của bộ emoji đó là Nguyễn Minh Ngọc, là một thanh niên Việt Nam 27 tuổi và hiện nay thì đang sinh sống ở Singapore. Anh ấy đã cất công tìm tòi mày mò về tất cả những cái bản sắc dân tộc nằm trong những bộ trang phục của 54 dân tộc anh em Việt Nam để sáng tác nên bộ emoji này. Và bộ emoji này đã tạo tiếng vang lớn không chỉ trong cộng đồng những người thiết kế về emoji mà còn là một hồi chuông để có thể kêu gọi cái tinh thần yêu nước và cái tinh thần trân quý những cái giá trị, những cái bản sắc văn hóa dân tộc của người trẻ nữa, đúng không nào? Đó, thì đây cũng là một cái dẫn chứng các em có thể học hỏi nhá. Bên cạnh đó thì rất nhiều bạn không thể quên được phần này, đúng không? Đó chính là khi mà nhắc đến bài học hành động thì tất nhiên rồi, chúng ta phải có hoạt động là tuyên truyền trong cộng đồng, trong trường học và trong gia đình. Tuyên truyền như thế nào? Trước hết là chúng ta phải là một người thực hiện được điều đó đã. Trước hết là chúng ta phải là người sống tiết kiệm đã. Và sau đó chúng ta sẽ kêu gọi những người xung quanh mình, kêu gọi bố mẹ mình, kêu gọi anh chị em, kêu gọi các bạn bè trong lớp học và tổ chức, tham gia tổ chức những cái hoạt động để kêu gọi phong trào tiết kiệm ở trong trường học nữa, đúng không? Thì chị tin là nhiều một người thì có thể chưa làm được gì, nhưng nhiều người cùng có cái lối sống như vậy thì xã hội sẽ càng ngày phát triển và văn minh hơn. Rồi, ok, đó sẽ là toàn bộ cái phần mà chị nghĩ là sẽ có thể triển khai trong khoảng từ 5 đến 7 câu về việc bài học hành động chúng ta rút ra được từ phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là đối với người trẻ. Đấy chưa? Và cuối cùng thì chúng ta liên hệ với bản thân. Bản thân em đã là một người sống giản dị, tiết kiệm, có ước mơ, có hoài bão và luôn mang trong mình cái tình yêu dân tộc và khát khao muốn thể hiện nó, lan tỏa nó ra cộng đồng thế giới chưa? Đúng không? Vậy thì nếu như mà đã là một người như thế rồi thì em có những cái hành động thiết thực nào không? Cái phần liên hệ bản thân này là khi mà chúng ta nhìn lại mình, liên hệ cái vấn đề chúng ta đang bàn luận đối với bản thân mình và trình bày nó ra. Thì phần này các em viết trong khoảng từ 2 đến 3 câu là ok rồi nhá. Và cuối cùng thì đến với kết đoạn là chúng ta khẳng định lại vấn đề nghị luận và liên hệ mở rộng. Thì để thay cho lời kết, hoặc là các em để kết lại cái đoạn văn này, các em có thể sử dụng một lời, gọi là một lời nhắn gửi, một lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thanh niên Việt Nam, đó là gì ạ? Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên. Đó, và đó là những ý tưởng mà chị nghĩ là các em có thể triển khai được trong bài viết của mình đối với đề bài là bài học rút ra đối với thanh niên từ văn bản phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà nhé.
Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Chị rất mong rằng là có thắc mắc gì các em cũng đừng ngại ngần nhắn tin về cho fanpage để chị có thể có thêm những chủ đề hay trong những chuyên mục, trong những video thuộc chuyên mục 10 vạn câu hỏi về văn nhé. Rất là cảm ơn các em đã xem video và hẹn gặp lại các em trong những video 10 vạn câu hỏi về văn về sau nhé. Bye bye!